MV Nào Bận Tâm Anh của ca sĩ Văn Cường là sản phẩm anh dành nhiều tâm huyết với mong muốn mang đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng của nhạc sĩ Bảo Thạch với giai điệu và lời ca đầy dây dứt đúng với sở trường của Văn Cường. MV được đạo diễn Anh Quân thực hiện tại nhiều bối cảnh đẹp ở miền Bắc. Sắp tới đây, Văn Cường sẽ thực hiện thêm các MV mới nữa. Nụ cười em rất vui như mới quen lần đầu. Niềm hạnh phúc với em hơn lúc ta bên nhau. Anh đã hiểu rồi, anh đã thấy rồi. Lý do em để anh đằng sau bao nhiêu lâu nay. Xa nhau bao nhiêu ngày qua đắng cay, anh nhận ra bản thân mình sao thơ ngây. Cố chấp nhận buồn phiền vì em đây, vì anh tin tất cả là sự thật. Đôi mắt ngoan hiền dịu dàng anh đã yêu, đôi cánh tay mềm từng ngày anh nâng niu. Vậy mà em có ngày mà em nói anh em lỡ quên mình hẹn, vậy mà trên phố đông anh thấy ai thân quen. Em bên người khác, em bên người khác. Nào bận tâm đến anh đứng đằng sau. Nụ cười em rất vui như mới quen lần đầu. Niềm hạnh phúc với em hơn lúc ta bên nhau. Anh đã hiểu rồi, anh đã thấy rồi. Lý do em để anh đằng sau. Rất nhiều. Chắc chắn là sau ca khúc đầu tiên quý vị đã vỗ tay rất là lớn cho Bằng Cường như vậy thì chắc là Bằng Cường rất là hưng phấn đúng không? Hôm nay Bằng Cường rất là vui và xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị cũng như là đài truyền hình Long An cùng với công ty của anh Quang Cường
đã cho Văn Cường có dịp được đến đây gặp gỡ và giao lưu cùng với tất cả quý vị ở đây. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên mà anh Quân cũng như là Phương Trinh Jolie muốn được hỏi Bằng Cường là bởi vì thưa quý vị, Bằng Cường là một ca sĩ từ ngoài Bắc, sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc. Và có một điều rất là thú vị mà có lẽ là ít quý vị khán giả biết được rằng là Bằng Cường chính là cháu ruột của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Vậy thì lý do tại sao Bằng Cường lại quyết định vào trong Nam và lập nghiệp ở trong Nam ạ? Bằng Cường nghĩ rằng mình muốn phát triển sự nghiệp cũng như là mình muốn con đường của mình được thăng hoa hơn thì mình sẽ chọn ở những cái nơi nào mà khó khăn nhất để mình có thể là mình thử sức mình. Và Bằng Cường đã chọn thành phố Hồ Chí Minh bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi mà rất là khó khăn để mà có thể là được hát ở đây, và Bằng Cường đã cố gắng hết mình. Anh dùng từ khó khăn, nhưng mà khi mà khó khăn mình đã vượt qua thì chắc chắn là mình sẽ gặt hái được nhiều những tình cảm của khán giả. Và minh chứng là tối nay khi mà Bằng Cường hát xong, em thấy là khán giả rổ tay rất là nhiều và quý vị dành cho anh rất là nhiều tình cảm, đúng không ạ? Phương Trinh biết tới anh Bằng Cường cách đây cũng 9-10 năm rồi, và từ đó tới nay thì Trinh cũng biết thêm một thông tin nữa là anh đã tự sáng tác khoảng gần hơn 300 bài hát luôn quý vị ơi. Và Trinh cũng rất là muốn một lần mình sẽ được hát một ca khúc của Bằng Cường sáng tác. Vậy thì anh có thể chia sẻ là từ đâu anh có thể sáng tác được nhiều bài hát như vậy không ạ? Khi mà Bằng Cường mới vào thành phố Hồ Chí Minh thì cái cảm xúc của mình cũng như là tất cả những cái gì ngày xưa mình học thì mình sẽ cũng mình phát triển ra những cái nỗi buồn, những cái tâm tư và những cái tâm sự của mình. Và trong 7 năm trời sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thì đó là cái động lực để cho Bằng Cường có thể là viết được rất là nhiều các ca khúc cho Bằng Cường cũng như là cho các đồng nghiệp của mình hát ạ. Không, Quân nghĩ rằng là không phải do sống ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, chắc là yêu nhiều quá đúng không ạ? 300 bài là 300 mối tình hay sao ạ? Thôi cái này bỏ qua. Bây giờ trong số 300 ca khúc của Bằng Cường thích nhất là bài nào, và có thể hát một câu trong bài mà Cường thích nhất được không? Trước đây thì Bằng Cường có sáng tác rất là nhiều các ca khúc. Thường thì là quý vị đón nhận Bằng Cường là qua ca khúc là Đau Khổ Trong Tình Yêu, như là bài hát là Tôn Thờ Một Tình Yêu. Còn nếu mà nói về nhớ người yêu thì Bằng Cường lại sáng tác cái bài hát là Tình Yêu Và Nỗi Nhớ. Còn một bài mà dành tặng riêng cho những ai đang có tình yêu đẹp là ca khúc với tựa đề là Ngày Hạnh Phúc. Thì không biết là quý vị nhà mình thích nghe Ngày Hạnh Phúc, Tôn Thờ Một Tình Yêu hay là Tình Yêu Và Nỗi Nhớ ạ? Bài nào ạ? Chắc là Ngày Hạnh Phúc đi ha. Nghe có vẻ hạnh phúc ghê ấy. Trên đây có một cặp đôi đang ngồi dưới và cái ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây, từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Chúng ta vừa nghe ca khúc Ngày Hạnh Phúc đúng không anh? Còn bây giờ chắc có lẽ là anh sẽ mang đến một bài hát nào đó sôi động nữa để tặng cho quý vị khán giả, cho không khí để chúng ta ấm lên chút xíu nha. Bây giờ thì Bằng Cường sẽ mời quý vị cũng như là anh Quân và Phương Trinh cùng đến với một ca khúc với tựa đề Chơi Vơi, mà quý vị cùng thưởng thức. Xin mời quý vị. Anh chơi với giữa bóng tối. Đã có lúc con tim anh hay mơ mộng. Từ rằng em về đây thắp sáng con tim anh đang hy vọng. Trao nhau bao yêu thương em giờ đành quên mất. Em đang nơi nào xin về lại nơi đây sưởi ấm trái tim này. Và anh có thể giữ chặt đôi vai đưa em đi qua hàng ngàn chông gai. Cơn mưa kia xin đừng làm ướt khóe mi. Trong tình yêu của anh quá mong manh, mùi hương còn vương trên bờ vai, nhưng em vẫn chưa quay về lại.
gần đây từng buông nhẹ chuyện dần xa, vẫn còn đó những ký ức ngày hôm qua. Để về đâu để quên đi những nỗi nhớ, khi mà hình bóng em quen thuộc như từng hơi thở. Anh chơi vơi giữa màn đêm tối, mong em tới trao lại đôi môi. Bao nhiêu nơi ta từng lui tới, giờ chỉ còn lại mình anh thôi. Vẫn thường nghe những bài nhạc đôi ta nghe trên radio, câu hỏi được ra từng ngày qua, where you go. Mong một ngày đôi ta sẽ quay trở về, nhưng có lẽ điều đó là điều không thể. Anh vẫn thường nghe những bài nhạc đôi ta nghe trên radio, câu hỏi được ra từng ngày qua, where you go. Nhưng tất cả động lại chỉ còn nỗi nhớ, đến sớm mai thức dậy chỉ là giấc mơ. Em đã bước đi rời xa anh rồi, để lại đây một mình anh chơi với giữa bóng tối. Đã có lúc con tim anh hay mơ mộng, tưởng rằng em về đây đắp sáng con tim anh đang hy vọng. Trao nhau bao yêu thương em giờ đành quên nhau. Em đang nơi nào xin về lại nơi đây, sưởi ấm trái tim này. Anh có thể giữ chặt đôi vai đưa em đi qua hàng ngàn trong cây. Cơn mưa kia xin đừng làm ướt khóe mi cay. Nỗi nhớ trong anh đang dâng trào. Tình cảm anh trao cho em đến nhường nào. Xin cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn ca sĩ Văn Cường. Văn Cường cũng xin được gửi lời cảm ơn đến vũ đoàn Nực Ca. Xin được chào và hẹn gặp lại. Trước khi Bằng Cường chia tay với quý vị khán giả thì xin gửi tặng cho Bằng Cường một kỷ niệm chương của chương trình MV Top Hits để đánh dấu cho MV của Bằng Cường đã được khán giả bình chọn yêu thích nhất trong tháng, đó là MV Nào Bận Tâm Anh. Và xin chúc cho Bằng Cường sẽ có thêm nhiều bài hit nữa cũng như là nhiều MV đẹp nữa để mang đến chương trình. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn.